Trời ơi. Tránh xa bồ tao ra. Bán kính 1 mét, biết chưa? Cái con này, sao mày kém tự tin quá vậy? Ừ, kệ tao, cẩn thận vẫn hơn chứ. Thấy đứa vừa đẹp, vừa giỏi mà vừa ế như mày, nguy hiểm lắm. Làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa. Mày giữ ảnh hả? Bây giờ tao nắm tay ảnh luôn rồi. Sao, mày tức chưa? Nè, không có giỡn nha. Mày cọc á. Mày cọc hả? Mày càng cọc á, thì tao càng chọc đó. Rồi sao? Tao nói cho mày biết nè, kể từ ngày hôm nay tao sẽ chính thức cua anh Thành. Anh Thành, bây giờ anh về trước nha, hẹn anh hôm khác. Bye bye. Trời ơi, có cái nết đó kìa. Anh đó, anh cũng bật đèn xanh cho người ta, cho nên là người ta mới làm vậy á. Giận cái gì không biết nữa. Anh với nó là bạn chơi với nhau đó, giờ bình thường hả? Tại nó thấy em giận nó mới chọc thêm á, biết không? Thôi lo gì nữa. Đợi lâu chưa? Ủa, anh tới đây hả? Nè, phải xem phim á. Sao em không rủ Thành đi? À, nè anh bận rồi. Em tặng anh 2 vé này á. Đi coi với ý đi, nó sắp tới rồi. Hello. Gì đây? Nè, 2 người lén lút sau lưng túi hả? Không phải. Anh gặp ý là tình cờ thôi à. Cho ý quá vàng. Anh nói gì vậy? Tụi mình đi chơi chung với nhau từ hồi sáng tới giờ. Anh còn đòi qua nhà em chơi nữa mà. Mà anh nhìn nó đi, nó cũng đang đi chơi với anh Kha mà, chứ nó có tốt lành gì đâu. Em thôi đi. Thôi cái gì? Coi nè, người ta còn đặt 2 vé xem phim đi chơi với nhau đó, rành rành trước mắt rồi. Nè, 2 cái vé xem phim này tôi đi coi với anh Hạnh được chưa? Cái này đi. Sao nè, không có bạn bè gì nữa kìa. Chứ tao cần mày à. Anh đi, chơi gì nữa. Anh, sao anh không chia tay với con Quý đi? Anh quen nó cả năm rồi, anh không thấy chán hả? Thì cũng chán, mà chưa tìm được ai ưng ý hết. Nào kiếm được người tính ha. Vậy còn em thì sao? Em vừa giỏi nè, vừa xinh đẹp nữa. Không lẽ anh không ưng hả? Không ưng mà ngồi sát rạc gì hả? Nhưng mà nói trước nha, anh mau chán lắm á. Quen anh là không có mà ràng buộc gì đâu á. Yên tâm đi, em sẽ luôn đổi mới tình yêu của tụi mình mà. Em cũng không chừa gì đâu á. Dạ, từ từ thôi anh. Dạ. Được, đúng rồi. Nãy giờ tụi bay nói cái gì tôi nghe hết rồi. Nghe rồi á thì tự biết mà rút lui đi. Anh Thành anh cũng nói với tao á là anh chán mày rồi, anh muốn đến với tao, đúng không anh? Quen nhau 1 năm rồi cũng phải chán chứ. Với lại tuổi trẻ mình mà, ăn lâu rồi cũng phải đổi món chứ. Anh thấy thằng Kha cũng ngon nè, thử đi. Mày nhìn tao cái gì? Đánh mày như vậy á là bởi vì mày xứng đáng đó. Mày thấy rõ bộ mặt của nó chưa Quý? Tao từng bắt gặp nó dẫn gái đi nhà nghỉ, tiếc là tao không kịp chụp hình để gửi lại cho mày. Nếu mà tao nói xấu nó, thế nào mày cũng sẽ hiểu lầm, nghĩ là tao đang chia rẽ tình cảm của mày với nó. Cho nên tao mới cố tình làm như vậy, để nó sập bẫy, cho mày nghe tận tai, thấy tận mắt á thì mày mới tin. Cái loại mặt hạng như nó, tuổi gì mà quen được tao. Đúng là 1 năm qua tôi quá ngu, cho nên là không nhận ra con người của anh. Điên rồi, bắt đi thằng chó. Mà muốn dài. Biết chưa? Thôi. Tại sao tao lại quen một thằng thù như vậy chứ? Khóc lóc làm gì? Chia tay thằng Sở Khanh như vậy mày nên mừng mới đúng á. Quý, tụi anh làm như vậy là để em nhận ra bộ mặt của thằng Thành. Không có xứng đáng với em. Em đừng có buồn nha. Anh về trước, Nhữ Ý ở lại lo cho Quý nha. Có gì thì gọi điện cho anh. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa.
cảm ơn mày nhiều nha. Mày giúp tao vậy mà tao hiểu nhầm mày. Hùng quá. Tao với mày dù sao cũng bạn bè có chục năm nay rồi. Thấy mày bị như vậy á, tao cũng lo lắm chứ bộ. Mà nè, tao thấy ông Kha cũng ok á. Ông cũng đàng hoàng tử tế mà. Ông thương mày lâu lắm rồi. Biết đâu ông là chân ái của mày thì sao? Chuyện đó để tính sao đi. Cảm ơn mày nhiều nha. Rồi. Lúc nào mày cũng nghĩ cho tao hết á. Đó mới ướt nữa đó. Thôi. Chi. 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 Anh Hưng. Hả? Anh nằm mơ thấy chị Chi hả? À, không có. Anh thấy mấy người bạn cũ trong đó có Chi. Nằm mơ thôi mà em. Anh vẫn chưa quên được chị Chi đúng không? Không. Vậy tại sao trên Facebook của anh hình của chị Chi anh không xóa đi? Anh có bao giờ online đâu mà để ý tới ba cái chuyện đó. Thôi anh buồn ngủ lắm rồi, em lo ngủ sớm đi. Ủa? Ai đây? Bạn em mới hả? Ờ. Mà mày đi đâu một mình ở đây vậy? Vô đây gặp khách nè cha. Ủa? Bộ mày quên Chi à? Vậy mà hồi đó nó nhớ. Không quên được đâu. Tao nghĩ là mày quên chắc chắn luôn. Thôi tao đi nha. Bộ hồi đó anh nói vậy hả? Ừ. Thì hồi đó lúc mới chia tay Chi anh có nói như vậy. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi. Dù gì cũng đã 3 năm. Tình cảm nó cũng phai nhạt hết rồi. Em muốn đi về chưa? Anh không muốn ngồi nữa thì về. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này. Em biết là không nên kiểm tra điện thoại của nhau. Nhưng mà thiệt tình bây giờ em không thể nào chịu đựng nổi nữa. Em làm gì vậy? Cái gì vậy Đoán? Sao em xóa hết tin nhắn của anh với chị rồi? Sao em làm vậy? Khôi phục nữa hả? Anh chỉ quan tâm tới tin nhắn có được khôi phục thôi đúng không? Anh tiếc mấy tin nhắn đó lắm hả? Cũng phải hả? Dù gì nó cũng là kỷ niệm với anh mà. Rồi bây giờ em xóa hết mấy tin nhắn của chị. Em có cảm thấy mình là nhất chưa? Em không biết. Em chỉ biết là anh không hề yêu em. Anh nhắn tin quan tâm với Chi, ngọt ngào tình cảm. Anh gọi điện hỏi tại vì gọi điện tới mấy tiếng đồng hồ. Tụi em thì sao? Anh chỉ gọi điện nói qua loa vài câu là thôi. Rõ ràng á, chị Chi là người anh yêu, còn em chỉ là người thay thế rồi đúng không? Đúng. Chi là mối tình đầu của anh. Phải nói thật lòng là cho dù anh có yêu em nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không thể quên được Chi. Em có chấp nhận điều đó không? Anh nghĩ em có chấp nhận được không? Vậy cho nên là mình chia tay đi.
Chị ơi, em gọi chị hả? Dạ. Ngại quá, nhưng mà em gửi thấy mùi nước hoa của chị, em thấy thích, cho nên chị cho em hỏi là chị xài mùi gì vậy? Loại này nè em, nước hoa Laura Paris, mùi số 2 của Laura Sunshine. Chị cực kỳ thích mùi này, ngửi là thấy sang liền. Em thấy không, nhìn thiết kế chai là thấy đẳng cấp rồi. Loại này lưu hương rất là bền, có thể lên tới tận 2 ngày lận đó em. Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ thử tìm mua nữa. Chị chào em nha. Hóa ra, ngay cả chuyện anh tặng em chai nước hoa này cũng là vì anh còn dưng dấn mùi hương của người yêu cũ. Có lúc nào anh thật lòng như em không Minh Hương? Thằng ngu gì? Ai cho mày qua nhà tao rồi coi tivi ăn bánh của tao nữa? Nhà của mày thì cũng như là nhà của tao. Ba má mày cũng như là ba má tao. Mày không tin mày mét má mày coi. Coi má mày la mày hay la tao? Ngon ha. Đừng có ỉ á, là chơi với tao từ nhỏ rồi coi má tao như là má mày nha. Rồi sao? Rồi sao? Ê, chị đi đá banh. Đá banh hả? Ừ. Mày khùng hả? Vậy? Mày làm riết á, tao không có bồi được luôn á. Cho mày ế luôn, tao ế mày cũng phải ế. Để nhắm mắt con coi nha. Mày mà có bồi trước á, coi chừng tao á. Tao mới chống mắt lên coi nè. Mai mốt nha, mày yểu điệu tục tử, mày lạng lạng trước mặt mấy thằng con trai, tao cười 7 ngày 7 đêm luôn. Mày cười không? Mày cười không? Nín đó. Uống ra. Mới được rồi. Đây, mở vô. Làm cái gì? Mở trên nước thôi mà. Làm cái gì? Tao quên, mày là thằng con trai mà. Nói cho mày biết nha, không có chai nước nào mà tao không mở được. Vậy cũng không có cái bình nước nào mà tao không khiêu lên nổi. Và mày cũng không có bạn trai luôn. Có duyên ghê luôn á. Chắc chuyện đó làm cái gì? Bây giờ tao đang cố gắng sống theo cái hình tượng của mẫu bạn trai mà tao muốn lấy sau này. Hiểu với tao không? Mày mà cũng có người muốn lấy nữa hả? Ghê vậy. Tưởng sau này mày lấy vợ. Có mày vô duyên quá. Mày nói bự vậy má tao nghe được á. Mà tao thích con gái hay sao? Đây. Sau này mày đám cưới, mày muốn tao làm gì cho mày? Làm chú ghế đi. Gì? TV ồn quá, nói gì nghe không rõ. Làm gì? Thôi đợi, làm cu ly. Rồi làm này làm kia cho tao. Chứ mày đòi làm gì? Làm chú rể hả? Đừng mơ. Chắc thèm. Cảm ơn. Ô, bạn tới kìa. Dạ. Ủa, mày sao mất mới vậy? Hôm nay không qua nhà tao mà hẹn ở đây. Ai vậy? Bạn gái mới mày hả? Mà có bạn gái nào sao không kể tao nghe mày? Tại muốn làm mày bất ngờ mà. Nhưng mà trước giờ cái gì mày cũng kể tao nghe hết mà. Nay có bạn gái mà mày giấu tao nữa. Thôi có gì đâu mà cằn nhằn hoài. Không vui hả? Đáng lẽ ra phải chúc mừng dữ dội lắm đó. Ờ, chào Đan. Ờ, tôi nghe anh Hưng nói về Đan nhiều lắm rồi. Nhưng mà hôm nay được gặp Đan á. Tụi tôi là bạn cũng gần 20 năm rồi đó. Ừ, đúng rồi. Tụi anh chơi thân lắm. Chơi từ hồi nhỏ kìa. Lại tính tình của Đan cũng y như thằng con trai à. Cho nên nhỏ cũng cởi trần tấm mưa y như nhau vậy. Nói chung là không có chuyện gì của Đan mà anh không biết hết. Thiệt không? Có chắc là chuyện gì cũng biết không? Ê, ủa sao qua sớm quá vậy? Trời đất ơi, đi ăn bún bò thôi mà làm gì ăn mặc cầu kỳ vậy? Bận đầm nữa chứ. Mày đừng có quên tao vẫn là con gái đó. Có ai quên đâu. Với lại tao cũng biết buồn nữa. Buồn gì? Buồn chuyện tao có bồ hả? Thì tại đó giờ chuyện gì mày cũng kể với tao hết. Mà tự nhiên chuyện mày có bồ cái mày giấu. Biết rồi. Thôi khỏi giải thích. Tao có quan trọng gì đâu để mà mày phải giải thích. Ủa mày sao vậy? Tự nhiên bữa nay khó chịu với tao à?
Thôi mà. Thôi dẹp đi. Tao hay nói mấy cái câu như là tao không sao, tao không cần. Việc gì tao cũng tự giải quyết được. Không có nghĩa là tao giống như con trai. Không có nghĩa là tao không biết buồn. Nè, đừng có nhìn tao ánh mắt đó. Vậy cũng đừng có làm mấy cái hành động như hồi nãy nữa. Thì tao vẫn ở bên cạnh mày mà. Không phải ở bên cạnh kiểu này. Mày có ngu mà không biết là tao thích mày hả Hương? Tao tưởng đâu tụi mình chỉ là bạn thôi. Xin lỗi mày nha. Tại vì lúc nào mày cũng tỏ ra là mày ổn hết, cho nên là tao không có biết. Mà làm bạn với mày tao vui lắm. Mày vừa dễ thương nè, vừa đáng tin. Rồi với lại là chỉ có một mình mày là người có thể bắt nạt tao. Mà cũng chỉ có một mình mày là có thể lắng nghe mọi chuyện trên trời dưới đất mà tao kể thôi à. Mày giống như là người thân của tao vậy đó. Mày đừng có thích tao được không? Tao không muốn mất mày đâu. Tao không bao giờ muốn nói là xin lỗi với mày. Nhưng hôm nay tao phải nói là xin lỗi vì tao lỡ thích mày. Em muốn chơi bida hả? Để chị chỉ cho em chơi nha. Bida. Ồ anh Hưng ơi, anh Hưng coi kéo giùm em cái áo này lên, em kéo không có được á. Tốt nhất từ bây giờ cho đi em đừng xuất hiện trước mặt của chị nữa. Chị sao vậy? Bộ chị không tự tin nó là giữ được anh Hưng hay sao? Anh Hưng. Hử? Anh Hưng mở cho em chai nước đi. Ủa sao anh ngồi gần em không nhờ anh? À tại vì lúc nãy anh Hưng cũng mở nước giùm cho em, với lại anh Hưng cưng em lắm. Thì tại vì trong đám này em nhỏ tuổi nhất, không cưng em biết cưng ai. Vậy anh Hưng mở cho nước cho em nha. À mọi người, chút nữa mình đi chơi pizza đi. Hồi hôm bữa anh Hưng hứa là anh Hưng chỉ em chơi pizza, anh Hưng nhớ không? Nhưng mà lát nữa anh bận rồi. Rồi Kha, mình dẫn anh đi chơi pizza đi. Thôi anh Kha có biết chơi pizza đâu, chỉ có anh Hưng thôi. Em muốn chơi pizza hả? Để chị chỉ cho em chơi nha. Ngân, tí nữa chị rửa chén xong á, tụi mình đi nhà ma chơi nha. Thôi không đi đâu, em sợ ma lắm. Gì vậy? Nhà ma vui mà. Thôi em yếu bông vía, em sợ, với lại chút nữa em bận rồi. Đi chung rồi, nhiên lâu lâu đi chung cái vậy á. Ơi đưa anh chậm cho chị, sao dọn chậm quá à. Ủa? Hai hôm qua rồi hả? Ủa anh Hưng mới về. Ủa? Nè Ngân nó kêu là nó sợ ma, nó không đi được, có ba đứa mình đi vậy. Ủa vậy hả? Ủa ba người đi luôn hả? Nào sợ nào, em ghiền coi phim ma lắm, khoái lắm. Em đi mà, đi. Ủa nãy em nói em bận nữa. Nói thôi không sao đâu, bận thì ở nhà đi, ba đứa chị đi cũng không, em sắp xếp được, em đi được, em thích. Thôi đi. Ờ à. Ui da đau quá. Mai mốt em đi đứng nhớ cẩn thận nha. Ừ. Cảm ơn anh Hưng nha. Không có anh Hưng á chắc em què luôn á. Thôi vậy, để giờ trả công á, em đi mua nước cam cho anh Hưng uống nha. Thôi không có cần đâu, anh không có khát. Thôi. Ủa Đan, vô đây em khát nước không? Ờ, em khát. Chị Đan khát nước kìa. Em đi mua nước sẵn mua cho chị Đan một ly luôn nha. Em biết rồi. Đi cẩn thận đó. Cảm ơn em nha. Anh làm trò gì vậy? Ừ? Phải biết giữ khoảng cách với nó chứ. Trời đất ơi, Ngân như là em gái của anh vậy đó. Anh không có gì quá giới hạn đâu. Nhưng mà em thì có giới hạn. Em mà còn bắt gặp anh thân mật với nó thêm một lần nào nữa thì em không để yên đâu đó. Rồi biết rồi, mà mai mốt anh không có như vậy nữa. Tha cho anh. Em vô nhà trước. Đang. Ủa anh Hưng. Ủa Ngân. Dạ. Ờ anh Hưng ơi, anh Hưng coi kéo giùm em cái áo này lên, em kéo không có được á. Em vô trong nhờ Đan kìa. Ờ chị Đan đang bận làm đồ ăn, anh kéo đi giùm em đi. Đi. Ngân, em làm cái gì vậy? Em thừa biết Đan là bạn gái của anh, mà lúc nào cũng nhờ giả anh hết. Anh thấy khó xử lắm. Tụi mình phải giữ khoảng cách với nhau đi. Anh chỉ coi em như là bạn bè, là anh em thôi à. Ờ
Thì đúng rồi đó. Một hai lần đầu á thì người ta bỏ qua, mà đằng này em cứ làm tới không à. Bồ của chị còn chưa bao giờ dám nhờ giải nhiều như em. Mà em theo cái kiểu là được đần chân lân đần đầu vậy Ngân. Nửa đêm nửa hôm á, trời mưa gì mà em bắt anh Hưng á chở về tận nhà. Em lấy cái lý do là không bắt được xe, cái lý do gì mà vô lý quá vậy. Chị rủ em qua nhà chơi, rồi em cua luôn bồ của chị trước mặt chị. Em có nể nang ai không Ngân? Em có muốn gì đâu, tại vì cái tính của em nó thoải mái nên vậy á. Em thoải mái hả? Dạ. Em thoải mái thì đâu có nghĩa là tụi chị phải thoải mái ngược lại với em đâu. Em làm chị thấy không vui, chị thấy phiền. Cho nên là tốt nhất từ bây giờ cho đến em đừng xuất hiện trước mặt tụi chị nữa. Chị sao vậy? Bộ chị không tự tin là giữ được anh Hưng hay sao? Cái này phải hỏi anh Hưng á. Em đi quá xa rồi nữa Ngân. Trước giờ anh cứ nghĩ em là bạn bè, là anh em thân thiết. Nhưng mà tới hôm nay em ăn nói kiểu đó thì anh không nhịn em được nữa. Em nên biết thân biết phận của mình đi. Đừng để nó mất luôn cái tình nghĩa anh em bao lâu nay. Con điên. Ủa sao vậy? Có sao không Đan? Em bị đứt tay rồi. Trời đất ơi, em phải cẩn thận chứ, em là chúa tể vụng về luôn đó nha. Rồi hơi nó sướt nhẹ nhẹ, không sao đâu. Ai đó? Bắt quả tang hai đứa tụi bay nha. Ủa anh hai? Anh Hưng á, anh đợi anh hai về nãy giờ chứ tụi em không có làm gì hết trơn á, em thề luôn á. Có làm gì đâu. Thì anh hai chỉ nói vậy thôi, làm gì sợ dữ vậy. Ủa nhưng mà lỡ có gì thì cũng bình thường mà. Ê, em gái mày được nha. Nè, yeah. Tao nói như vậy thôi, nhưng mà nó còn nhỏ. Mày muốn chơi bời gì á thì tha cho nó, biết chưa. Dù gì nó cũng là em gái tao. Có làm gì nó đâu ba. Ê, đây đây, để anh em vô phụ cho. Trời cái gì vậy? Cái này là việc nhà của em mà để em làm. Thì anh biết là việc nhà rồi, nhưng mà đâu thế nào mà để con gái cứ mang vác nặng gì được. Đây để anh. Trời ơi. Anh Hưng có bạn gái chưa vậy? Chứ anh ga lăng vậy chắc nhiều người thích lắm hơn. Nhưng mà anh có người trong lòng rồi. Thì xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt luôn nè. Em đi chơi Vũng Tàu với anh nha. Đi Vũng Tàu? Em thích Vũng Tàu lắm á. Anh Khai chưa bao giờ dẫn em đi hết. Anh dẫn em đi thiệt hả? Thiệt, anh hứa mà. Hứa nha. Chắc cú luôn. Anh không có nói là anh thích tao, nhưng mà anh cứ mập mờ ám chỉ giống như là tao là người trong mộng của anh vậy đó. Rồi cái bữa anh rủ tôi đi Vũng Tàu cũng có hôn nhưng mà tao né. Tự nhiên né thì tại tao mất cỡ. Lúc ở Vũng Tàu á, ảnh rủ tao qua ngủ chung, nhưng mà tao chỉ cho ôm thôi. Không có về Sài Gòn ảnh lơ tao luôn. Ảnh không nhắn tin hay là qua nhà tao chơi nữa. Gặp tao tao cũng lơ nữa chứ không chi người ta. Nghĩ sao đi khách sạn với người ta mà không cho tao làm cái gì. Anh thất vọng rồi đó. Bây giờ phải không, mày phải tìm cách mày lấy lòng ảnh lại. Vậy tao biết làm cái gì đâu. Tại ảnh chứ bộ. Ảnh chưa bao giờ mở miệng ra nói là em là bạn gái anh nha, sao mà tao cởi mở được. Dạ thưa anh chị, em mới về. Về rồi hả? Biết đây là ai không? Dạ không. Đây là bồ của anh Hưng mày á. Chuẩn bị bỏ con heo đi cưới anh Hưng nghe là vừa. Anh Hưng nói với em là anh chưa có bạn gái mà anh còn dẫn em đi chơi xa, còn đòi hôn em, còn đòi ngủ chung giường với em nữa. Bây giờ anh dẫn bạn gái của anh về nhà em là sao? Đi chơi xa tao cho mày đi rồi nào hả? Rồi ngủ với ai hả? Mày làm gì với em gái tao nè? Anh Hưng, anh quá đáng vừa thôi nha. Em, mày đứng yên đó. Mày nói rõ ràng cho tao biết mày làm gì em gái tao. Em gái mày bị cái gì?
tao thấy nó nhà một mình buồn quá cho nên mới rủ nó đi chơi. Tự nhiên đi vậy cái tưởng là tao yêu nó luôn. Ở đâu ra vậy? Sao lúc đầu anh tỏ ra là thích em mà? Hay là tại vì em không dễ dãi cho nên quen người khác đúng không? Anh nói em nghe nè, anh không hề thích em, cũng không có chuyện gì gọi là hứa hẹn với em hết. Anh chỉ coi em như là một đứa em gái dắt em đi chơi thôi. Rồi em nói là anh hung em, bằng chứng ở đâu ra? Bằng chứng ở đâu là anh có những cái thái độ mà gọi là cưa cẩm rồi bỏ rơi em? Rồi bây giờ em kêu là anh ngủ chung giường với em nó làm gì có? Em đòi đi với anh mà, em nhớ lại coi. Anh Hải được rồi. Có thể đối với anh một cái xoa đầu hay là mẹo má chỉ là bộ hành động vô thức bình thường, nhưng mà với tôi thì nó còn hơn thế nữa. Nhưng mà loại người như anh chắc không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu. Cút khỏi nhà tao ngay!